Kính chào quý vị, trở lại với bản tin cập nhật mệnh ghép cuộc sống lúc 14 giờ 50 phút ngày 27 tháng 7. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 12 giờ hôm nay, 27 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh tính đến thời điểm này vẫn là 1.011 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Vũng Tàu đang là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh với 310 ca, xuất hiện tại 15 trên 17 xã phường thuộc thành phố. Bên cạnh chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 8832 về việc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã thành phố kinh phí thực hiện hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và trẻ em phải cách ly tập trung gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Do đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh kêu gọi người dân trên tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng hợp tác tốt với chính quyền địa phương nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, quy định giãn cách xã hội và hợp tác tham gia xét nghiệm sàng lọc nếu được chỉ định.